Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự trưa thứ 6 ngày 18 tháng 2 năm 2022. Việt Thành xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự chiều hôm nay sẽ có những cái thông tin rất quan trọng liên quan tới sự thật trong quan hệ Việt Nam và Trung Quốc, và đặc biệt có những cái tài liệu giúp cho quý vị thấy rằng gia đình ông Hoàng Văn Hoan, một người từng nhận cái bản án tử hình vắng mặt của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn trước đây do tội phản bội chạy theo Trung Quốc, đã tiết lộ những cái bí mật gì sau hội nghị Thành Đô. Và thưa quý vị, đây là một cái bài nói chuyện với nhiều tư liệu quan trọng mà KTV đã phải chuẩn bị trong các cái bài nói chuyện trước đây để giúp cho quý vị có thể hiểu tổng quát của vấn đề. Và thưa quý vị, nói về sự thật quan hệ Việt Nam và Trung Quốc, theo giới phân tích quốc tế, đó là cái mối quan hệ kỳ lạ. Người ta là đồng chí, là anh em, vậy mà quay lại đánh nhau, cắn nhau như cơm bữa. Và như quý vị đã biết, trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc có những chuyện thăng trầm, thậm chí trong hiến pháp Việt Nam năm 1980 thời cũng Lê Duẩn đã đi rõ Trung Quốc là kẻ thù trực tiếp lâu dài và nguy hiểm của người Việt Nam. Có những thời gian, có những cái bài báo của nhà nước Việt Nam thời đó đã công khai gọi đám con cháu Tần Thủy Hoàng là những cái con chó Trung Nam Hải. Thậm chí hình ảnh của ông Đặng Tiểu Bình đi thăm Hoa Kỳ năm 1978 thì truyền thông nhà nước Việt Nam thời Lê Duẩn gọi là một cái thằng lùn cao bồi. Thậm chí Chế Lan Viên, tác giả của một cái câu thơ ai ai cũng biết Mỹ Trung Quốc, đó là Bác Mao không ở đâu xa, Bác Hồ ta đó chính là Bác Mao. Vậy mà Chế Lan Viên quay ngoắt một cái, trong năm 1978-79 đã viết một cái bài thơ Vịnh Thằng Lùn chế nhạo cao bồi Đặng Tiểu Bình. Đại ý: thằng lùn thích súp cô la, thằng lùn thích súp cô la của Mỹ. Mà theo giới phân tích, có lẽ vì Chế Lan Viên lịch lãm nên không nỡ bảo Đặng Tiểu Bình thích ức của Mỹ mà thôi. Và thưa quý vị, nếu ai không tin có thể tìm đọc lại trong cái tập tờ Hoa Trên Đá. Và thưa quý vị, rồi ngoắt một cái, người ta quay ra bình thường hóa quan hệ Việt Nam Trung Quốc thông qua cái hội nghị Thành Đô. Và thưa quý vị, Việt Nam luôn luôn tự hào làm quốc gia độc lập, nhưng người ta nói độc lập cái gì? Và trong quan hệ với Trung Quốc, Trung Quốc quyết định tất cả mọi việc, kể cả cái nhân sự Tổng Bí thư cũng vậy. Thưa quý vị, cách đây vài năm khi chúng tôi nói về vấn đề Trung Quốc can thiệp trong cái vấn đề sắp xếp nhân sự cao cấp của Việt Nam thì đa số người ta không tin. Nhưng đến nay thì chúng tôi tin rằng có thể tới 60% người Việt Nam đã hiểu sự thật quan hệ Việt Nam và Trung Quốc là một cái sự thật mối quan hệ nô lệ giữa ông chủ và đầy tớ. Tất cả nguyên nhân như vừa kể nó có nguồn gốc từ tham vọng vươn lên thành cường quốc và bá quyền của giới cầm quyền Bắc Kinh. Tuy nhiên, chúng ta phải thừa nhận những cái sai lầm trong chính sách đối nội cũng như đối ngoại của nhà nước Việt Nam trong một cái thời gian dài. Đó là lý do nó dẫn đến cái quan hệ Việt Nam-Trung Quốc sáng nắng chiều mưa, và Việt Nam đã đổ máu, đổ xương của nhân dân tới hàng triệu sinh mệnh. Thưa quý vị, Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn người ta phải biết ơn. Trung Quốc là cây nồi, đồng thời là bầu sữa, nồi nấng cho Đảng Cộng sản Việt Nam, thậm chí người ta còn giúp cho Đảng Việt Nam cầm quyền cho tới ngày hôm nay. Tuy nhiên, thưa quý vị, triều đại của Nguyễn Phú Trọng đã có những cái dấu hiệu chấm dứt trong mối quan hệ tôi đòi với Trung Quốc. Ban lãnh đạo mới của Việt Nam sau đợt 13 đã và đang có những cái dấu hiệu theo một cái xu hướng được cho là xa rời Trung Quốc, gần Hoa Kỳ hơn. Tuy nhiên, thưa quý vị, Trung Quốc là một nước láng giềng, dù muốn hay không thì người Việt Nam chúng ta phải sống chung hòa bình với họ. Và một cái điều tiên quyết bất kỳ một thể chế chính trị nào thì Việt Nam phải đảm bảo tránh mọi cuộc xung đột với Trung Quốc. Tuy nhiên, như chúng tôi đã nói với quý vị, một cái điều quan trọng nhất là các lãnh đạo Việt Nam trong tương lai phải giữ được độc lập tự chủ, không lệ thuộc vào Trung Quốc. Thưa quý vị, trong bài bình luận hôm nay, chúng tôi giới thiệu một cái bài viết của tác giả Dương Tự Lập, một cựu chiến binh hiện nay đang sống ở Cộng hòa Liên bang Đức, nói về mối quan hệ của tác giả với gia đình của ông Hoàng Văn Hoàn. Và trong bài nói chuyện hôm nay, tác giả Dương Tự Lập đã cung cấp các cái thông tin liên quan tới cái việc sau khi ông Hoàng Văn Hoàn bỏ trốn trên cái chuyến bay tới Cộng hòa Dân chủ Đức để chữa bệnh. Được biết thời điểm đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã cử ông Xuân Thủy đi giám sát ông Hoàng Văn Hoàn, bởi vì người ta phát hiện có nhiều dấu hiệu ông Hoàng Văn Hoàn sẽ có cái hành động bỏ trốn sang Trung Quốc. Và thưa quý vị, tới sân bay Karachi của Pakistan, do một cái kế hoạch được chuẩn bị trước, Đại sứ quán Trung Quốc ở Karachi đã tiến hành đón ông Hoàng Văn Hoàn trốn sang Trung Quốc. Và lập tức ngay sau đó, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã nổi giận và ra quyết định tử hình vắng mặt đối với ông Hoàng Văn Hoàn. Và thưa quý vị, vai trò của con trai ông Hoàng Văn Hoàn, đó là ông Hoàng Nhật Tân, là một người ở trong cái bài nói chuyện liên quan tới hội nghị Thành Đô. Như quý vị đã biết, ông Hoàng Nhật Tân là người cầm thư tay của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đến Đại sứ quán Trung Quốc ở 46 Hoàng Diệu, Hà Nội để trao cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam, lúc đó là ông Trương Đức Duy. Và thưa quý vị, theo tác giả Dương Tự Lập, ông Hoàng Nhật Tân không bao giờ ngờ khi lá thư, và vào một cái buổi sáng ngày hôm đó, ông Hoàng Nhật Tân mang đến Đại sứ quán Trung Quốc, nó là một cái tài liệu quan trọng tạo nên một cái vận mệnh mới của dân tộc Việt Nam sang một cái bước ngoặt mà theo tác giả đó là một cái ngả rẽ khác với quỷ oán ma hờn, thần nguyền thánh rùa và cái bức thư ác hiểm bất lương quỳ gối của Nguyễn Văn Linh đã đem Đảng Cộng sản Việt Nam một lần nữa tới vùng Nam Hải, dự mật ướp Thành Đô, lưu manh gian trá và nghiễm nhiên cả dân tộc Việt Nam trong suốt giai đoạn từ năm 1991 cho đến thời điểm hiện nay đang nằm trong dây thòng lọng của Trung Quốc. Và thưa quý vị, như quý vị đã biết, một cái sự thật trần trội từ sau cuộc gặp hội nghị Thành Đô giữa Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc để đảm bảo cái quyền lợi chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam tồn vong cho tới ngày hôm nay, để độc quyền độc chiếm chính trường Việt Nam để cai trị nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, sau hội nghị Thành Đô, ai ai cũng thấy Đảng Cộng sản Việt Nam nhún nhường con chi chi, nhân dân Việt Nam thì giờ khóc giờ mếu, điều đứng với cái thằng bạn khốn nạn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và thưa quý vị, như quý vị đã biết, hội nghị Thành Đô cùng với những cái thỏa thuận ngầm nó vẫn còn đóng những cái bí mật đã khiến gây ra những cái đồn đoán. Một cái điều quan trọng là sau hội nghị Thành Đô, một cái danh từ đồng chí giữa những người Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc đã được trở lại trong quan hệ hai nước, tạo ra một cái giai đoạn hòa bình tương đối. Và Việt Nam ở đây chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận tạo điều kiện cho Việt Nam có một thời gian hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước. Song về mặt cơ bản, kết quả của hội nghị Thành Đô nó gây nên những cái thay đổi âm thầm cho số phận người Việt Nam theo hướng tiêu cực là chính. Và thưa quý vị, với cái quan hệ đồng chí tốt, láng giềng tốt, nên mọi việc lớn bé của Việt Nam mà Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hà Nội luôn luôn phải tham vấn Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo Hà Nội tự nguyện làm đồ đệ cho Ban lãnh đạo Bắc Kinh, họ chấp nhận phụ thuộc toàn diện. Đó là những nhận định của cố thiếu tướng ông Nguyễn Trọng Vĩnh trước đây, lúc còn sống, nói về sự can thiệp của Trung Quốc vào vấn đề nội bộ không chỉ của Việt Nam mà thậm chí hầu hết các cái quốc gia Đông Nam Á. Trung Quốc luôn luôn điều hướng trong cái vấn đề lựa chọn nhân sự lãnh đạo đất nước, đặc biệt đối với Việt Nam. Và thưa quý vị, một cái điều rõ ràng là sau hội nghị Thành Đô, Trung Quốc đang âm thầm ráo riết chuẩn bị mọi mặt để độc chiếm Biển Đông, kể cả khu vực biển của Việt Nam. Nhưng người ta lấy tình đồng chí làm cái vật che mắt người dân Việt Nam. Và thưa quý vị, Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hà Nội cứng họng và không dám lên tiếng, thậm chí liên tiếp lùi bước trước Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông, đặc biệt dưới triều đại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hơn 10 năm qua. Và chính vì cái mối quan hệ mờ ám giữa ông Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho nên Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam không dám công khai vạch tội Trung Quốc ăn hiếp người dân Việt Nam, mà truyền thông nhà nước cũng như các lãnh đạo Việt Nam phụ trách tôn giáo yêu cầu các cái cơ quan báo chí Việt Nam phải gọi trạch đi tàu Trung Quốc rành rành, nhưng phải gọi đó là tàu lạ. thậm chí biên giới Việt Nam với tỉnh Quảng Ninh thì người ta nói tránh khi muốn nhắc đến biên giới với Trung Quốc. Và thưa quý vị, có một cái vấn đề mà giới phân tích quốc tế đánh giá và nhận xét rằng tại sao trong suốt bao nhiêu năm, đặc biệt kể từ năm 1949 cho tới nay, tại sao ban lãnh đạo Việt Nam qua các thời đại không dám chọn bạn tốt để chơi? Bởi vì các quốc gia trên thế giới hầu hết người ta có thiện chí ủng hộ Việt Nam, và chắc chắn quan hệ với các quốc gia khác, đặc biệt các cái cường quốc, sẽ tốt hơn trong quan hệ với Trung Quốc, và điều đó sẽ mang lại những lợi ích lâu dài cho Việt Nam. Song Trung Quốc, đặc biệt ban lãnh đạo Bắc Kinh, không bao giờ từ bỏ âm mưu kìm hãm không cho Việt Nam phát triển, bắt buộc Việt Nam phải lệ thuộc vào Trung Quốc, đặc biệt ban lãnh đạo của đảng cầm quyền. Và đó là lý do vận mệnh của Việt Nam gắn chặt vào cái mối quan hệ đối với ban lãnh đạo Trung Nam Hải, và các cái quan chức cao cấp của Việt Nam không dám làm bất kỳ một cái điều gì để phật ý Trung Quốc. Ở trong nước, như quý vị đã biết, những ai nhắc đến dã tâm của Trung Quốc trong việc thôn tính Việt Nam thì bị các cái lực lượng an ninh bảo vệ chính trị coi là làm ảnh hưởng tới đại cục hay phá rối an ninh, phá rối mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Trung Quốc. Và đó là lý do trong thời gian những năm gần đây, các cái cuộc biểu tình liên quan tới cái việc vi phạm lãnh hải của lực lượng hải giám cũng như các cái đội tàu khai thác dầu khí của Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Việt Nam, rồi những cái ngày kỷ niệm tưởng niệm liên quan tới cái sự kiện cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc tháng 2 năm 1979, nhiều người Việt Nam xuất phát từ lòng yêu nước đã gặp phải họa lớn, thậm chí nhiều người đã bị bắt bỏ tù. Đó là lý do, theo giới phân tích, ban lãnh đạo Trung Quốc đã nắm được cái điểm yếu của ban lãnh đạo Việt Nam, nên họ tận dụng triệt để một cái hàm thiết có tên là đồng chí để họ kìm hãm Việt Nam, ngay cả trong công tác đối ngoại lẫn đối nội. Và chưa bao giờ cái danh từ đồng chí mà mang lại nhiều lợi lộc cho Trung Quốc trong cái giai đoạn kể từ hội nghị Thành Đô cho tới nay. Và thưa quý vị, trong những ngày gần đây, KTV có nói những cái vấn đề liên quan tới những quyết định sai lầm của Tổng bí thư Lê Duẩn. Đó là điều dẫn tới một cái cuộc chiến tranh kéo dài hơn 10 năm. Và thưa quý vị, rõ ràng xương máu của người dân Việt Nam đó là những người lính đã ngã xuống ở chiến trường Campuchia, biên giới Tây Nam hay biên giới phía Bắc. Nó là một cái chính sách đối ngoại cứng rắn một cách quá mức không cần thiết của ông Lê Duẩn. Thưa quý vị, người Việt Nam do bị nhồi sọ nên họ có ý thức căm ghét Trung Quốc, đó là làm cái điều là sự thật, và chúng ta không bác bỏ điều đó. Tuy nhiên, chúng ta phải sử dụng lòng yêu nước một cách phù hợp, thích hợp hơn để tránh đổ máu trong các cuộc chiến tranh vô nghĩa. Và thưa quý vị, kết quả nó như người ta nói, đó là một cái con kiến bò quanh một cái chuyện miệng chém. Chúng tôi đang nói tới cái quan hệ Việt Nam Trung Quốc trải qua những cái thăng trầm và cuối cùng lại quay về một cái điểm xuất phát. Và thưa quý vị, lý do chính mà Đặng Tiểu Bình phát động một cái cuộc chiến tranh đánh Việt Nam, như quý vị đã biết, đó là Việt Nam ký một cái hiệp ước hữu nghị và hợp tác liên minh quân sự với Liên Xô để chống lại Trung Quốc. Và theo tiến sĩ Dương Quốc Chính đã so sánh cho rằng lý do này nó giống hệt như nếu Nga mà tấn công vào Ukraine và chỉ cần thay Liên Xô bằng NATO và Hoa Kiều thành Nga Kiều, thì cái vấn đề chiến tranh biên giới năm 1979 tương tự như vậy. Và ông Lê Duẩn thời đó dám hung hăng chống lại Trung Quốc bởi vì ông Lê Duẩn dựa vào Nga. Mà theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, cho đến hôm nay, nhiều người Việt Nam vẫn không nhận thức ra cái điều vừa kể. Nhiều người còn cho rằng ông Lê Duẩn là một tấm gương anh dũng chống Trung Quốc. Thực tế, ông Lê Duẩn chống Trung Quốc là do sự xúi dục của Liên Xô. Thực ra, đó là cái hành động tránh vỏ dưa để chọn vỏ dưa. Bởi vì Lê Duẩn ỷ với Liên Xô, cho rằng Liên Xô chống lưng cho Việt Nam vào thời điểm đó, nên đã lớn tiếng chửi rủa Trung Quốc và phát động chiến tranh. Cụ thể là ông Lê Duẩn đã đưa quân đội Việt Nam sang Campuchia. Thưa quý vị, ở đây phải nói rõ hơn, việc quân đội Việt Nam tấn công Campuchia trong một phương thức là phản công tự vệ là một cái điều hoàn toàn chính đáng và phù hợp. Tuy nhiên, không thể kéo dài cái sự phù hợp đó cho tới hơn 10 năm ở Campuchia. Và ở mặt trận Campuchia, như quý vị đã biết, con số thương vong và tử vong của bộ đội Việt Nam ở Campuchia không ít hơn 300.000 người. Và thưa quý vị, người ta nói đến năm 1989, khi Liên Xô từ bỏ Việt Nam, không có Liên Xô chống lưng và Việt Nam đã phải chấp nhận lùi bước, rút quân khỏi Campuchia trước các cái áp lực của quốc tế. Thưa quý vị, đó là những cái biểu hiện mà chúng tôi chứng minh để quý vị thấy rằng cái quan hệ đối ngoại của Việt Nam, đặc biệt dưới thời ông Lê Duẩn, nó như một cái con kiến bò quanh miệng chén, cuối cùng lại quay về một cái điểm xuất phát. Thưa quý vị, nói về cái quan hệ quốc tế, người ta quan tâm tới tình Việt Nam. Ở đây chúng ta phải nói rõ một cái chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam từ đời ông Hồ Chí Minh, đó là thiết lập một cái liên bang Đông Dương bao gồm Việt Nam, Lào và Campuchia. Thưa quý vị, điều này nó thừa hưởng một cái chính sách của người Pháp thì cai trị và đô hộ khu vực Đông Dương. Người ta cũng muốn biến khu vực Đông Dương trở thành một cái liên bang Đông Dương, và ông Hồ Chí Minh là người tiếp tục một cái chính sách của Pháp trước đây. Và thưa quý vị, chúng ta không phủ nhận, bởi vì các vua Triều Nguyễn đã mở rộng bờ cõi của Việt Nam chỉ trong một cái thời gian chưa đầy 100 năm. Và Việt Nam có một cái hình hài rộng lớn như hiện nay, đó là công ơn của các vua Triều Nguyễn. Tuy nhiên thưa quý vị, mỗi thời thế nó một khác. Thời thế hiện nay nó có một cái mối quan hệ quốc tế toàn cầu, thì Việt Nam, đặc biệt Đảng Cộng sản Việt Nam, không thể hình thành một cái liên bang Đông Dương thông qua việc đánh chiếm thâu tóm họ, bởi vì quốc tế có áp lực. Thưa quý vị, có những cái tài liệu cho thấy Đặng Tiểu Bình khoảng 17 ngày trước khi đánh Việt Nam đã bay qua Mỹ trong chuyến thăm lần đầu tiên của một lãnh tụ Cộng sản Trung Quốc tới Hoa Kỳ. Thời điểm đó, Đặng Tiểu Bình đã gặp Tổng thống Hoa Kỳ ông Jimmy Carter. Vào ngày 31 tháng 1 năm 1979, Đặng Tiểu Bình đã ký với Hoa Kỳ một cái thỏa thuận về bàn giao trong cái vấn đề đầu tư, nhưng đằng sau đó có những cái bí mật thì không ai có thể biết. Và thưa quý vị, phải sau này những bí mật này mới được giải mã, khi đó người ta mới biết rằng tại cái chuyến thăm Hoa Kỳ thời điểm năm 1978, Đặng Tiểu Bình có thông báo cho Hoa Kỳ biết ông sẽ đánh Việt Nam và yêu cầu Tổng thống Hoa Kỳ giúp đỡ bằng cách sử dụng các cái vệ tinh để quan sát tình hình biên giới giữa Trung Quốc và Liên Xô, để xem những cái động thái Liên Xô có bênh vực Việt Nam trong việc kéo quân về biên giới phía Bắc của Trung Quốc ở khu vực Mông Cổ để đe dọa tấn công Trung Quốc hay không. Vì lúc đó Việt Nam và Liên Xô có liên minh quân sự. Thưa quý vị, một cái điều tất yếu, nó không chỉ riêng cái câu chuyện Trung Quốc, Liên Xô, Hoa Kỳ và Việt Nam, mà các cái đại cường khi gây chiến với bất kỳ một nước nào thì họ thường thông báo cho các cái đại cường khác để tránh rủi ro, tránh những cái sự hiểu lầm mà có thể đưa tới đại chiến hay chiến tranh thế giới. Cho nên Trung Quốc muốn tấn công Việt Nam thì Trung Quốc phải thông báo cho chính quyền Hoa Kỳ biết. Nó tương tự như năm 1971, Thủ tướng Ấn Độ lúc đó là bà Indira Gandhi muốn đánh Pakistan thì bà Gandhi cũng phải qua Mỹ thông báo cho Tổng thống Nixon. Mà sau này giải mã ra thì được biết khi đó Nixon đã nói với Kissinger rằng con chó cái, tức ám chỉ bà Indira Gandhi, nó muốn gây chiến tranh ở khu vực Nam Á. Và thưa quý vị, ở đây có một vấn đề đính chính, đó là ngày hôm qua tôi có trao đổi với nhà nghiên cứu chính trị quốc tế và Biển Đông, đó là tác giả Trương Nhân Tuấn. Thưa quý vị, cuộc trao đổi dẫn tới một cái vấn đề mà tôi hiểu rõ hơn cũng phải nói với quý vị. Bởi vì lâu nay KTV vẫn nói với quý vị rằng đừng đặt lòng tin vào Hoa Kỳ. Và chúng tôi nói trong các cái hiệp ước đồng minh của Hoa Kỳ đối với Nhật Bản hay Hàn Quốc, đó là những điều kiện khiến cho Trung Quốc không dám động tới Nhật Bản hay Hàn Quốc. Và thưa quý vị, trong khi đa số dư luận cho rằng cái vấn đề Mỹ bỏ rơi các cái đồng minh trước đây, đó là Việt Nam Cộng Hòa hay Iraq và mới đây nhất là Afghanistan, nó cho thấy cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trước sau không như một. Đó là những cái điều dẫn tới những cái sự thất bại của các quốc gia đồng minh liên minh với Mỹ. Tuy nhiên thưa quý vị, theo học giả Trương Tiến Tuấn cho biết, việc Hoa Kỳ bỏ rơi các cái quốc gia đồng minh của họ là một điều có thật. Tuy nhiên, có một điều quan trọng là Hoa Kỳ không bao giờ bỏ rơi các cái đồng minh hiệp ước. Ví dụ cái quan hệ đồng minh hiệp ước như Mỹ, Nhật Bản, Mỹ, Philippines, vân vân và vân vân, mà theo học giả Trương Nhân Tuấn khẳng định Hoa Kỳ chưa bao giờ bội ước với bất kỳ một cái đồng minh hiệp ước nào cả. Thưa quý vị, điều đó nó để ngỏ một cái cơ hội nếu Việt Nam ký kết một cái hiệp ước đồng minh với Hoa Kỳ để Hoa Kỳ bảo trợ về cái vấn đề an ninh, một cái điều mà trước đây Việt Nam đã từng làm đối với Liên Xô trong cái hiệp ước phòng thủ năm 1978. Và thưa quý vị, trong cái chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Hoa Kỳ trong tháng 3 tới đây, liệu ông Phạm Minh Chính và ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam có đặt vấn đề Việt Nam và Hoa Kỳ tiến hành ký kết những cái hiệp ước đồng minh hay không? Điều đó nó là một nguy cơ cũng như là một cái niềm lạc quan. Tuy nhiên theo chúng tôi điều đó không dễ xảy ra. Thưa quý vị, trở lại cái câu chuyện quan hệ Việt Nam và Trung Quốc. Như quý vị đã biết, dọc dài lịch sử ngàn năm của Việt Nam chúng ta cho tới thế kỷ thứ 19 thì một cái kẻ thường xuyên tấn công Việt Nam đó là kẻ thù phương Bắc. Còn các cái cuộc tấn công lẻ tẻ từ phía Nam của nhà nước Chiêm Thành vân vân và vân vân, nó chỉ là những cái trường hợp cá biệt trong một cái thời điểm. Chỉ mãi cho tới thế kỷ thứ 19, khi các cái đại cường của châu Âu trong chính sách thực dân họ đi tìm các cái thuộc địa của họ, thì lúc đó mới có những quốc gia khác xâm lược Việt Nam. Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi giới thiệu với quý vị một cái bài viết về mối quan hệ đồng chí giữa Việt Nam và Trung Quốc của nhà văn Tạ Duy Anh, để quý vị thấy ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hà Nội đã bị Trung Quốc thuốc như thế nào, đặc biệt nó dùng cái chiêu bài đồng chí anh em với Việt Nam. Mà theo nhà văn Tạ Duy Anh, chỉ cần điểm qua cách xưng hô đồng chí của các lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc cũng có thể thấy hiện lên một phần lịch sử quan hệ mà nó vừa bi vừa hài. Đó là cái quan hệ Việt Nam Trung Quốc mà can dự rõ nhất là danh từ đồng chí. Theo tác giả, tình đồng chí giữa lãnh đạo hai nước nó đạt độ nồng ấm nhất là vào những cái năm 60 của thế kỷ 20. Khi đó mặc dù gần 100 triệu người dân Trung Quốc chết hoặc trước sau bởi cái cuộc đại cách mạng văn hóa, thì quan hệ Việt Nam Trung Quốc vẫn không ngăn được tố hữu vì tình đồng chí đã viết. Trung Quốc đó bàn tay huyền diệu đã ngắn lại cả dung nhàn gián điệu, mặt đồng khô xóa sạch những bờ ngăn, như mặt người tươi giãn những đường nhằn. Thưa quý vị, thân tình cái mối quan hệ đồng chí giữa Việt Nam và Trung Quốc đến nỗi người ta tuyên truyền dạy dỗ trẻ em Việt Nam gọi ông Mao là bác Mao, như từng gọi ông Hồ Chí Minh là bác Hồ. Và theo tác giả Tạ Duy Anh, đây là một cái giai đoạn Trung Quốc muốn Việt Nam đánh Mỹ đến người cuối cùng, và Trung Quốc nguyện họ sẽ là một cái hậu phương bao la của Việt Nam như tuyên bố của Mao Trạch Đông. Song thưa quý vị, hóa ra từ cái tuyên bố của Mao Trạch Đông, khi là đồng chí thắm thiết của nhau, khi cùng chí hướng giải phóng nhân loại, xóa bỏ biên giới, xây dựng một cái thế giới đại đồng theo chủ thuyết cộng sản, mà theo tác giả Tạ Duy Anh, bác Mao đã chuẩn bị kỹ để chiếm đoạt biển đảo của con cháu bác Hồ ở bên kia biên giới, và cái cú lừa để có cái công hàm năm 1958 ông Phạm Văn Đồng ký thừa nhận là một cái bằng chứng bì hài. Và đó là lý do ban lãnh đạo Cộng sản miền Bắc đã tạo điều kiện cho Trung Quốc đánh chiếm nốt phần còn lại của quần đảo Trường Sa vào năm 1974. Lúc đó một nửa quần đảo Hoàng Sa do chính phủ Việt Nam Cộng hòa kiểm soát. Và trước khi tấn công Trường Sa, Mao Trạch Đông đã thông báo cho ban lãnh đạo Cộng sản miền Bắc biết, và vì là đồng chí nên miền Bắc bắt buộc phải im lặng, như là chẳng liên quan gì tới mình cả, như là việc của hai quốc gia láng giềng quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam Cộng hòa. Trong khi đó dân chúng miền Bắc không hề có bất kỳ một cái thông tin liên quan tới việc Trung Quốc tấn công và đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, bởi vì lúc đó người Việt Nam có biết thì vẫn coi Việt Nam Cộng Hòa là kẻ thù và Trung Quốc là đồng chí, nên họ sẵn sàng chấp nhận. Và họ không có một chút cảm giác nào về chuyện mất mát lãnh thổ của dân tộc. Thậm chí Lê Đức Thọ nói, Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa chỉ là chúng ta gửi họ giữ tạm một thời gian. Đến khi có cơ hội thì bạn sẽ trả lại cho chúng ta. Và thưa quý vị, có một cái bộ phận hiếm hoi nào đó biết được tin tức Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam vào cái thời điểm năm 1974. Với một cái thái độ coi Việt Nam Cộng Hòa là kẻ thù, người ta vẫn sùng sướng bởi đồng chí Trung Quốc đã đánh chiếm một cái phần lãnh thổ của kẻ thù. Đó là điều mà nhà văn Tạ Duy Anh cho rằng biến cố Hoàng Sa là một cái biến cố bi hài thê thảm trong lịch sử người Việt Nam. Và thưa quý vị, theo tác giả, điều gì đến nó sẽ phải đến. Mọi thứ nham hiểm của Trung Quốc nó nấp sau một cái danh từ đồng chí, cuối cùng nó đã lộ mặt. Và hơn 50.000 con cháu bác Mao và con cháu bác Hồ đã ngã xuống trong một cuộc chiến tranh 6 tỉnh biên giới phía Bắc năm 1979. Trong đó có một người rễ đầu đổi một ngạn An Nam. Và thưa quý vị, năm 1979, Hà Nội đã ra một cái sách trắng công bố về cái quan hệ Việt Nam Trung Quốc. Theo đó, ban lãnh đạo dưới thời Lê Duẩn đã tố cáo Trung Quốc phản bội, chơi đều, lợi dụng Việt Nam khó khăn để họ âm mưu thôn tính từ từ. Và thưa quý vị, lúc đó người ta, đặc biệt là người dân Việt Nam, mới hiểu rằng chẳng có anh em con cháu gì nữa. Ban lãnh đạo ông Lê Duẩn đã chỉ đích danh Tập đoàn Trung Nam Hải là bè lũ phản động Mao Trạch Đông, là những cái kẻ chủ mưu ăn thịt người Việt Nam, và sau khi đã no thịt người Hán. Và thưa quý vị, sự căm hận của ông Lê Duẩn đã quyết định sửa đổi Hiến pháp Việt Nam. Trong Hiến pháp Việt Nam năm 1980 đã ghi rõ Trung Quốc là kẻ thù trực tiếp, lâu dài và nguy hiểm. Theo nhà văn Tạ Duy Anh, tới năm 1985, khi còn ở trong quân ngũ, khi đó tôi đóng quân ở thị xã Lào Cai, bị cả Trung Quốc và Việt Nam phá tan tành. Vẫn còn thấy sáng nào hai bên cũng chĩa loa vào nhau qua sông Hồng. Một bên réo tên tập đoàn phản động Mao Đặng và gán cho Trung Quốc đủ thứ tội, còn bên kia biên giới họ áp đi bằng những loa công suất lớn gấp bội, chỉ đích danh về lũ Lê Duẩn, kèm theo hàng chục hàng trăm những lời kết án. Mà theo tác giả nhà văn Tạ Duy Anh, chúng tôi được chỉ huy chính trị quán triệt, nhất định chúng ta phải gọi Trung Quốc là bọn bành trướng Bắc Kinh. Được biết, trong giai đoạn đó, 10 bài hát mà mỗi quân nhân đều phải thuộc, đó là 10 bài hát điều lệnh, trong đó có bài Tiếng Sông đã vang trên bầu trời biên giới của nhạc sĩ Phạm Tuyên, khẳng định Trung Quốc là quân xâm lược bành trướng dã man. Và ngày nào trước mỗi cái cuộc tụ tập liên hoàn, tất cả binh lính Việt Nam đều đồng loạt ngào lên thì rồi Trung Quốc là quân xâm lược bành trướng dã man. Và vào cái thời điểm đó, theo nhà văn Tạ Duy Anh, cái danh từ đồng chí đã biến mất khỏi mọi văn bản của Việt Nam, khỏi ngôn ngữ của cái đời sống xã hội, chính trị cũng như văn hóa, thì ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã gắn với Trung Quốc. Trước đó, thậm chí ai dám cả gan dùng từ đồng chí để xung hô với Trung Quốc thì lập tức bị coi đó là cái kẻ vô loài, một kẻ thiếu tư duy chính trị tối thiểu, và có thể họ quy cho cái tội giá tần bán nước theo Trần Ích Tắc, Hoàng Văn Hoàn. Và thưa quý vị, không này lạ gì, cùng với cái chí hướng của những cái kẻ thù truyền kiếp, khi đó ai dám đọc bài thơ của Tố Hữu ca ngợi Trung Quốc thì lập tức sẽ coi đó là một cái tội đồ của dân tộc. Theo tác giả cho hay, tình trạng đó kéo dài cho tới mãi năm sau năm 1990, mà rồi lịch sử sẽ hé lộ. Vì thế mà chúng ta mới biết một cái cuộc gặp ở hội nghị Thành Đô. Theo đó, các cái nhà lãnh đạo Việt Nam, những người rõ ràng có rất lép vế trong hội nghị Thành Đô, có thể bị lịch sử chế giễu vì mất cảnh giác, thậm chí họ khờ khạo và kém cỏi. Song theo nhà văn Tạ Duy Anh, tôi tin là tội của họ nếu còn có vì một cái chút gì nó giống như một cái sự trong sáng đi chăng nữa. Những người lãnh đạo cộng sản thời đó, họ thật tâm tin lời Trung Quốc. Họ tin rằng sau sự sụp đổ thê thảm của Liên Xô, cũng như phe xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đang tan rã như mặt bằng gặp mặt trời, thì chỉ có thể dựa vào Trung Quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam phải được bảo vệ bởi Trung Quốc. dù rằng Trung Quốc là một cái gã láng giềng trời bẩn, thâm hiểm độc ác, nhưng lãnh đạo Việt Nam lúc đó đã hết đường và người ta phải vớ một cái cọc râu cũng phải chấp nhận, bởi vì nó làm cái điều khả dĩ trong thời điểm đó, làm cái nơi cố thủ an toàn cho giáo lý Mác Lênin. Mà theo tác giả như Nguyễn Đức Bình, nhà lý luận hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam tại cái thời điểm đó đã từng khẳng định, nếu thời đại hiện nay không còn là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới nữa, thì đất nước Việt Nam của chúng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam từ nay sẽ đi theo một cái con đường lối nào. Mà theo tác giả Tạ Duy Anh, đó là cái cách diễn đạt hoa hòe hoa sói của ông Nguyễn Đức Bình khi không dám nói thẳng ra là Đảng Cộng sản Việt Nam ở một cái thời điểm sẽ chết, tức là số phận của dân tộc Việt Nam đã bị Trung Quốc đóng đinh tông rút, bắt buộc phải đi qua duy nhất một cái con đường hầm có tên là quá độ lên chủ nghĩa xã hội, mà một đầu kia là thần chết. Không có lối thứ hai. Nguy cấp như thế, dọa nhau như thế, thì làm gì ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam ai mà không sợ, nhất là những người quen đánh nhau hơn là đọc sách. Theo đó, hoặc quá độ lên chủ nghĩa xã hội bắt buộc phải nối lại tình đồng chí với Trung Quốc, hoặc chết. Ban lãnh đạo Trung Quốc đã nói với các nhà lãnh đạo Việt Nam, các vị hãy chọn đi. Thông điệp của nhà lý luận số 1 Nguyễn Đức Bình là một cái thật phát biểu rất rõ ràng. Trong khi đó, các nước khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, họ có cả ngàn lối đến tương lai, cũng mặc kệ họ, bởi vì không kẻ nào được phép ngó nghiêng. Nếu trách thì chúng ta có thể chỉ là ai bảo ông sinh ra trở thành người Việt. Theo nhà văn Tạ Duy Anh, ông Nguyễn Đức Bình là những người có chủ trương như ông chỉ quên hoặc cố tình không biết một điều, đó là các đồng chí Trung Quốc của các ông chưa bao giờ họ coi chủ nghĩa xã hội là cái thứ quan trọng cả. Mà chúng ta hãy đọc lời giáo huấn đầy tính mỉa mai sau đây của Mao Trạch Đông về giáo lý Mác Lênin mà các cái đồng chí Việt Nam của ông ta thành kính tôn thờ. Mao nói: Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.